A Hậu xóa bỏ danh hiệu ở Hoa hậu Hoàn Vũ 2021. Người đẹp Paraguay Nadia Ferreira đã xóa bỏ danh hiệu Á hậu một Miss Universe 2021 khỏi trang Instagram có 2 triệu người theo dõi của cô. Người đẹp hiện hẹn hò nam ca sĩ Marc Anthony, chồng cũ minh tinh Jennifer Lopez. Trên trang Instagram cá nhân có 2 triệu lượt người theo dõi. Người đẹp Paraguay Nadia Ferreira đã xóa bỏ danh hiệu Á hậu một Miss Universe 2021. Khỏi phần tiểu sử khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hành động của Nadia Ferreira đang gây ra nhiều bình luận trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, tiếc nuối vì chính danh hiệu Á hậu một Miss Universe 2021 đã đưa tên tuổi của mỹ nhân Paraguay đến gần khán giả hơn và giúp cô thăng hoa trong sự nghiệp. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành động này là bình thường. Nadia Ferreira hiện phát triển sự nghiệp như một người mẫu và tìm kiếm những cơ hội mới trong nghề nghiệp. Nên việc cô có được gọi là Á hậu một Miss Universe 2021 không còn quá quan trọng. Trước Nadia Ferreira, nhiều người đẹp khác cũng xóa bỏ danh hiệu khỏi phần biểu sử trên trang cá nhân. Hồi tháng 9, Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 Pia Woodbock cũng xóa bỏ danh hiệu khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên hiện tại, cô cập nhật lại với dòng thông tin cựu Hoa hậu Hoàn Vũ. Trước đó, Paulina Vega, Hoa hậu Hoàn Vũ 2014 cũng hành động tương tự. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2021, Hoa hậu Hồ Henie cũng gỡ bỏ danh hiệu Top 5 Miss Universe 2018 khỏi phần biểu sử. Hiện tại, danh hiệu này đã được cập nhật lại trên Instagram của cô. Nadia Ferreira, sinh năm 1999, đại diện cho Paraguay tham dự Miss Universe 2021 và giành ngôi vị Á hậu 1. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2021, Nadia Ferreira được giới truyền thông và khán giả thế giới chú ý nhiều hơn. Nadia Ferreira cũng đầu quân cho công ty giải trí Wilhelmina, quản lý loạt ngôi sao đình đám như Nicki Minaj, Demi Lovato hay Nick Jonas với mong muốn phát triển rộng rãi sự nghiệp ra thị trường nước ngoài. Tháng 5, Nadia Ferreira đính hôn với nam ca sĩ Marc Anthony trong một buổi tiệc bí mật. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh đeo nhẫn trên ngón áp út cùng dòng chú thích tiệc đính hôn. Marc Anthony sinh năm 1968, hơn Nadia 31 tuổi, là một ngôi sao đình đám của dòng nhạc Latin và nổi tiếng đào hoa. Marc Anthony trải qua 3 cuộc hôn nhân với Hoa hậu Hoàn Vũ 1993 Dayanara Torres, ca sĩ Jennifer Lopez, người mẫu Shannon Zelima. Nam ca sĩ có tổng cộng 6 người con.